Các em học sinh mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 4 sách cánh diều qua sách và bài tập. Bài 54, khái niệm phân số tiếp theo. Trước hết các em làm bài tập số 1, nối theo mẫu. Các em quan sát hình thứ nhất. Một hình tròn chia thành 3 phần bằng nhau. Người ta tô màu 1, 2, 3, 4. 4 phần. Hình tròn chia thành 3 phần bằng nhau, tô màu 4 phần. Như vậy ta nói đã tô màu 4 phần 3 hình tròn. Các em nối với 4 phần 3. 4 phần 3. Các em quan sát hình thứ hai. Hình này có 5 cạnh. 1, 2, 3, 4, 5. Hình có 3 cạnh ta gọi là hình tam giác. Hình có 4 cạnh ta gọi là hình tứ giác. Hình có 5 cạnh ta gọi là hình ngũ giác. Hình ngũ giác này được chia thành 5 phần bằng nhau. Được chia thành 5 phần bằng nhau. Người ta tô màu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chia thành 5 phần bằng nhau tô màu 7 phần. Vậy ta có phân số tương ứng là 7 phần 5. 7 phần 5. 7 phần 5. Rồi, hình kế tiếp. Các em hình dung đây là một cái khay. Cái khay này chia thành 4 phần bằng nhau. Mấy phần có viên bi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 phần có viên bi. Một khay chia thành 4 phần bằng nhau và 7 phần có bi. Như vậy ta có phân số tương ứng là 7 phần 4. Ta thường đọc là 7 phần 4. 7 phần 4. Rồi, các em quan sát hình này và cho biết là còn mấy phần mấy chiếc bánh? Một chiếc bánh chia thành mấy phần bằng nhau? Một chiếc bánh chia thành 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Một chiếc bánh chia thành 6 phần bằng nhau. Bây giờ còn lại mấy phần? Còn lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Còn lại 8 phần. Như vậy ta có phân số. Chỉ số phần bánh còn lại là phân số 8 phần 6. 8 phần 6. 8 phần 6. Bài tập số 2, các em nối các thẻ ghi phân số vào vị trí thích hợp trên tia số. Trước hết là các em quan sát tia số. Vạch 0 người ta gọi là gốc của tia số. Từ 0 đến 1 là một đơn vị. Từ 1 đến 2 là một đơn vị. Từ 2 đến 3 là một đơn vị. Từ 3 đến 4 là một đơn vị. Ở đây một đơn vị, các em quan sát xem là người ta chia thành mấy phần bằng nhau. Một đơn vị chia thành 1, 2, 3, 4, 5. Một đơn vị chia thành 5 phần bằng nhau. Như vậy mỗi phần là 1 phần 5. Ta có 1 phần 5, 2 phần 5, 3 phần 5, 4 phần 5, 5 phần 5. 5 phần 5 tức là 1. Các em ghi nhớ dấu gạch ngang này các em đọc là phần. Nó có vai trò giống như là dấu chia. 5 phần 5 các em có thể hiểu ngầm là 5 chia 5. 5 chia 5 bằng 1. Tức là 5 phần 5 bằng 1. 5 phần 5 thì đến 6 phần 5. Được chưa? 6 phần 5, 7 phần 5, 8 phần 5. Như vậy đây là 8 phần 5. 8 phần 5 đến 9 phần 5 rồi đến 10 phần 5. 10 phần 5 bằng 2. Các em hiểu là 10 chia 5 bằng 2. 10 phần 5 đến 11 phần 5, 12 phần 5. 12 phần 5. 13 phần 5, 14 phần 5.
14/5, 15/5, 15/5, 15/5 thì nó chính là 3. Các em hiểu là 15 chia 5 bằng 3. 15/5, 16/5, 17/5, 18/5. 18/5. Được chưa? Rồi, như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.